Xin chào các bạn. Vừa rồi mình đã up lên page cùng học lập trình với ta một cái đề thi cuối kỳ 1 năm học 2016 môn lập trình của đối tượng của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải quyết cái đề này. Trong đề này thì có 3 câu. Các bạn theo dõi ở trên page cùng học lập trình nhé. Tại vì mình để như này thì nó nhỏ mà phóng to lên thì nó mờ, các bạn sẽ không nhìn thấy lắm. Câu 1 đó là một câu lý thuyết khá đơn giản, các bạn có thể học thuộc nó trong slide và đi vô lấy 3 điểm này trúng liền. Và câu 2, mình chỉ hỗ trợ cho các bạn các câu về code thôi nha các bạn, còn về lý thuyết thì chưa chắc những gì mình nói ra đã đúng, nên các bạn chịu khó lấy theo slide để có thể chắc chắn với 3 điểm này. Rồi, câu 2 thì cũng tương đối. Trong một đoạn chương trình tính toán với phân số như sau, thì người ta chỉ cho chúng ta cái hàm men thôi, và trong hàm men này khởi tạo ba cái phân số ABC, rồi A bằng B cộng C và A chấm xuất. Thì hãy viết thêm các dòng code thích hợp để chương trình trên biên dịch không bị lỗi và chạy đúng. Lưu ý không được chỉnh sửa hàm men. Sinh viên cần viết thêm các lệnh include thích hợp. Thì phân tích cái chương trình này một chút thôi. Các bạn thấy chúng ta có khởi tạo A không tham số, B hai tham số và C có một tham số. Vậy thì theo như các bài phân số mà các bạn đã làm quen rồi thì chúng ta ở đây sẽ sử dụng cái tham số mặc nhiên để khởi tạo cùng một, để có thể viết một cái constructor duy nhất thôi nhưng mà phù hợp với cả ba cách gọi như thế này: gọi không tham số, gọi một tham số và gọi hai tham số. Thì xem cái tham số mặc nhiên đó, cái giá trị của nó sẽ là bao nhiêu, thì các bạn nhìn để ý vào cái chỗ constructor không tham số này, chúng ta sẽ thấy là từ bằng 0, mẫu bằng 1. Thì chứng tỏ là cái tham số mặc nhiên của chúng ta từ sẽ bằng 0, mẫu sẽ bằng 1. Rồi khi mà chuyển 1, 2 thì chúng ta có từ 1 mẫu 2, chuyển 3 thì từ 3 mẫu 1. Ok. Vậy thì đây mình đã gõ sẵn là cái comment của chúng ta rồi. Và đây ba yêu cầu chúng ta sẽ cần phải khai báo cái thư viện của chúng ta một cách đầy đủ, nên mình sẽ include sẽ IO stream. Ok, chúng ta sẽ di chuyển namespace FTD. Rồi, class của chúng ta là một class phân số. Phân số class phân số. Thì ở đây đề bài có một cái constructor truyền vào tham số mặc nhiên, chúng ta sẽ để nhãn của nó là public constructor phân số truyền vào tham số mặc nhiên integer từ số bằng 1, từ số bằng 0 nhé các bạn, và integer mẫu số bằng 1. Đây, thì chúng ta sẽ gán từ cho từ, mẫu cho mẫu. Khi các bạn viết xong cái dòng này rồi ấy, thì ba dòng lúc nãy bị lỗi, ba dòng này thì bây giờ đã hết lỗi rồi. Và để chương trình chạy đúng thì chúng ta sẽ cần cái phân số này sẽ cần thêm cái thành phần là tử số và mẫu số, và chúng ta sẽ gán từ cho từ, mẫu cho mẫu. Thì để phân biệt ở đây chúng ta có mình sẽ ghi là tử số bằng tử mẫu số bằng mẫu. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta nhận được thêm một cái lỗi ở đây, nó là A bằng B cộng C. Thì các bạn nhìn thấy là đây là error no operator, tức là nó báo cho chúng ta là không hề có cái toán hạng cộng, cái toán tử cộng giữa hai phân số, cho nên công việc của chúng ta bây giờ là phải đi định nghĩa cái toán tử cộng này. Đây chúng lại gọi là overload operator. Thì các bạn để ý là chúng ta sẽ có hai bên của dấu cộng này đều là phân số, cho nên chỗ này chúng ta chỉ cần nó là một cái operator của lớp phân số thôi là được rồi, chứ ta không cần phải hàm bạn. Hàm bạn thì chúng ta có thể sử dụng là integer cộng phân số, rồi phân số cộng integer. Tuy nhiên ở đây chúng ta là phân số cộng phân số, cho nên chúng ta không cần phải khai báo nó làm bạn làm gì. Và kiểu dữ liệu trả về của chúng ta đương nhiên A là phân số, kiểu dữ liệu trả về sẽ là phân số. Các bạn sẽ khai báo phân số ở operator cộng, và chúng ta sẽ truyền vào. Thì ở đây mặc định của chúng ta khi mà cái một cái phương thức mà nằm trong một class
phương thức thành viên nhé các bạn. Cái này là một phương thức thành viên. Thì chúng ta đã có sẵn một cái phân số rồi. Phân số là sao? Is. Chính là một phân số. Chúng ta có thể sử dụng nó. Sao this là một biến nhé các bạn, là một vùng nhớ. Còn this là một con trỏ. Rồi. Vậy thì cái tham số chìm vào của chúng ta sẽ chỉ cần thêm một phân số nữa thôi. Sao this này sẽ đóng vào vai trò là phân số A, B theo như cái bài này là B. Còn cái tham số chuyển vào của chúng ta, một cái phân số chuyển vào nữa sẽ đóng vai trò là C. Vậy mình sẽ chuyển ở đây là tham số chuyển vào của chúng ta có thêm một cái nữa là phân số C. Các bạn lưu ý nhé, khi mà một cái phương thức nằm trong một class, một phương thức thành viên á, thì mặc định nó đã có một phân số là sao this rồi, và this là một con trỏ kiểu phân số. Thì chúng ta sẽ có một cái phân số để lưu lại cái kết quả của chúng ta, phân số, và mình sẽ để mặc định của nó là không. Chúng ta sẽ có p chấm tử số sẽ bằng theo công thức toán học của chúng ta thôi, this trỏ đến, quản lý this một con trỏ kiểu phân số nha, this trỏ đến tử số nhân cho c chấm mẫu số, c là một vùng nhớ nên dùng dấu chấm, cộng this trỏ đến mẫu số nhân cho c chấm tử số, và p chấm mẫu số sẽ bằng this trỏ đến mẫu số nhân cho c chấm mẫu số. Rồi, và chúng ta sẽ return p. Đây các bạn, sau cái đoạn này các bạn nhìn thấy là cái a bằng b cộng c của chúng ta đã không bị lỗi nữa. Bây giờ chúng ta chỉ còn có a chấm xuất. Thì cái dòng này có nghĩa là chúng ta đang gọi phương thức xuất nằm trong cái class a, nằm trong cái đối tượng a. Thì để đối tượng A này có một cái phương thức xuất thì class của chúng ta phải có phương thức xuất, và chúng ta phải nào để nó ở nhãn public nha các bạn. Các bạn đừng có đặt nó ở trên private này thì sẽ không thể gọi được đâu nha. Ở đây mình có thể nhìn thấy được cái có thể gọi hay không bằng cách là cái lỗi syntax error của Visual Studio. Còn khi các bạn làm bài thi thì các bạn hoàn toàn code bằng tay, cho nên là sẽ không thấy được cái điều đó. Cho nên các bạn đặc biệt lưu ý nha. Public. Rồi, phương thức xuất kiểu dữ liệu trả về chúng ta là void xuất, và không có tham số chuyển vào nào cả các bạn lý nhé. Ở đây xuất không có tham số chuyển vào. Nếu như ở đây mà xuất chuyển vào một cái gì đó thì các bạn cũng định nghĩa lên đây, xuất chuyển vào yêu cầu chuyển vào cái gì đó. Thì chúng ta không có nhiều thời gian cho nên chúng ta chỉ làm đơn giản thôi, với lại các bạn làm trên giấy mà không cần phải quá phức tạp hóa cái vấn đề của chúng ta làm gì. Phương thức xuất chúng ta chỉ cần xuất ra tử số và mẫu số của nó, tử số dấu xẹt này và this trỏ đến mẫu số. Chúng ta làm đơn giản vậy thôi. Và các bạn thấy là a chấm xuất cũng đã hết lỗi. Bây giờ mình sẽ chạy thử các bạn kiểm tra lại. Kết quả của mình sẽ bằng 7/2. Thì nếu như mà các bạn nào mà làm nhanh á, chúng ta có nhiều thời gian thì các bạn có thể làm thêm một cái phương thức nữa là phương thức rút gọn cho nó đẹp với chương trình của chúng ta. Các con số của chúng ta thực sự nó thân thiện hơn. Đấy, các bạn thấy kết quả vừa rồi của mình đã là 7/2 và bài này mình đã hoàn thành xong. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo thôi. Ok. Câu 3. Câu 2 của chúng ta là như vậy là xong rồi nha các bạn. Rồi, công ty phần mềm Hoàn Cầu được thành lập năm 2007, chuyên nhận thực hiện các dự án phần mềm từ các đơn vị khác cũng như phát triển phần mềm do công ty đề xuất. Giả sử công ty có hai loại nhân viên là lập trình viên, tức là chúng ta đấy các bạn, chúng ta là tạm thời đang là những người, chúng ta đang khởi đầu của một lập trình viên đó, chúng ta đang học để trở thành một lập trình viên. Lập trình viên là những người sẽ viết mã nguồn cho các ứng dụng. Kiểm chứng viên là những người kiểm tra mã nguồn chương trình mà lập trình viên viết ra để tìm lỗi trước khi giao cho khách hàng. Thì hiện tại công ty lưu trữ các thông tin của nhân viên như sau: lập trình viên gồm có mã nhân viên này, họ tên, tuổi, số điện thoại, email, lương cơ bản và số giờ overtime. Ôi, kiểm chứng viên có mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, email và lương cơ bản, số lỗi phát hiện được. Do tính chất công việc khác nhau nên lương hàng tháng của lập trình viên và kiểm chứng viên cũng khác nhau cụ thể. Lập trình viên có lương bằng lương cơ bản cộng số giờ làm thêm nhân cho 200.000, còn kiểm chứng viên thì có lương cơ bản nhân số cộng số lỗi nhân 50.000. Thì đề bài yêu cầu
hãy đề xuất thiết kế các lớp đối tượng cần thiết để quản lý danh sách nhân viên. Các bạn lưu ý nha, chúng ta có danh sách nhân viên của công ty hỗ trợ tính lương cho nhân viên theo các tiêu chí đặt ra như trên, tức là hai cái này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có thêm cái thành phần là lương để lưu lại thông tin về lương của một cái nhân viên đó. Hãy viết chương trình bằng C cộng cộng cho phép thực hiện các yêu cầu sau: nhập vào một danh sách nhân viên, nhập này. Các bạn lưu ý là nhập vào danh sách nhân viên, lưu trữ trong một mảng duy nhất. Khi mà các bạn đọc đến cái từ một mảng duy nhất này thì các bạn có thể hiểu ngay đó là đa hình. Liệt kê danh sách nhân viên có lương thấp hơn mức lương trung bình của các nhân viên trong công ty. Liệt kê những ông mà có lương thấp hơn lương trung bình. Yêu cầu sử dụng tính chất kế thừa đa hình, vẽ sơ đồ lớp, mô tả lớp, các thuộc tính, các hàm và mối liên hệ các lớp. Khai báo chi tiết các lớp. Ok. Thì ở đây mình đã có một cái bản thiết kế sẵn về cái bài này. Chúng ta sẽ chỉ thực hiện theo thôi. Trước tiên thì các bạn đọc cho mình cái này trước đã. Một nhân viên cơ bản thì sẽ có những cái thông tin này là mã nhân viên, họ tên, tuổi, số điện thoại, lương cơ bản, mail và lương. Vừa rồi mình viết hơi nhỏ, biết các bạn có kịp quan sát không? Rồi các bạn xem lại một lần nữa cái code bài 2 nha. Ok. Mình để nó hơi nhỏ. Lát nữa mình sẽ up cái code này lên cho các bạn tham khảo. Rồi, mã nhân viên. Họ tên, tuổi, số điện thoại, lương cơ bản, mail và lương. Đây là những cái thành phần chung của hai loại nhân viên này. Thì mình sẽ đẩy những cái thành phần chung này lên trên một cái lớp gọi là lớp nhân viên. Và lớp này sẽ là lớp cha của hai lớp lập trình viên và kiểm chứng viên. Thì lập trình viên ngoài những thông tin mà của lớp nhân viên có ra, nó còn có thêm số giờ làm thêm. Kiểm chứng viên thì có thêm số lỗi phát hiện được. Thì các bạn lưu để ý cho mình một chút, cái chỗ này chúng ta có một cái vấn đề nhỏ nhỏ. Thì đây là lập trình viên có thêm cái số giờ overtime, nhưng mà theo mình hiểu được cái đề này, số giờ overtime thực chất là số giờ làm thêm nha. Rồi ở đây mình có một cái bản design trước các cái lớp của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có lớp nhân viên, các thành phần này mình sẽ để nhãn của nó là private. Mình cũng đã up cái bản thiết kế này lên trên page của Ngọc Lập Trình, các bạn có thể tải về và theo dõi. Thì một cái quy ước mà khi mà chúng ta thiết kế một cái sơ đồ lớp á, thì chúng ta sẽ cần phải thêm các cái dấu này, dấu cộng, dấu trừ và dấu thăng để định cái phạm vi của cái biến hay là cái phương thức đó. Thì đây, những cái biến này, mã nhân viên, họ tên, số điện thoại, mail, tuổi, lương và lương cơ bản, thì đây là những cái biến mà mình muốn nó kế thừa lại ở lớp, được lớp lập trình viên cho lớp lập trình viên kế thừa lại. Thì mình sẽ để là public hoặc protected. Tuy nhiên chúng ta không được để private nha các bạn. Private sẽ không kế thừa lại, sẽ không cho phép kế thừa xuống. Đây, ngoài những cái biến này ra thì mình có một số cái phương thức cho một cái nhân viên cơ bản, đó là nhập thông tin, xuất thông tin và tính lương. Tuy nhiên ba cái phương thức này mình đều để nó ở dạng là phương thức ảo. Ngoài ra mình còn có thêm một cái phương thức là lấy lương. Phương thức lấy lương này để cho khi mà chúng ta sang cái lớp danh sách nhân viên này, chúng ta có N nhân viên. Thì khi mà chúng ta liệt kê ra, chúng ta sẽ cần sử dụng đến cái thông tin lương của một nhân viên để so sánh với cái mức trung bình. Quản lý nha. Rồi, lập trình viên thì có thêm cái số giờ làm thêm, mình để là integer và nhãn của nó là private. Rồi, trên này mình có virtual. Những cái phương thức ảo này thì xuống đây mình cần override lại nó. Và tương tự cho thằng kiểm chứng viên cũng vậy, mình sẽ có là kiểm chứng viên integer, số lỗi, rồi nhập xuất, ý lương. Rồi, vậy thì theo thứ tự chúng ta sẽ đi định nghĩa cái ông nhân viên này trước. Ở đây những cái chỗ mã nhân viên, họ tên, số điện thoại và mail mình sẽ để là string nha các bạn. Cho nên mình sẽ cần load một số cái thư viện như sau. Đầu tiên là iostream, sau đó là string.
Rồi, chúng ta sẽ using namespace std. Rồi chúng ta sẽ có class nhân viên. Quan lưu ý nhé, khi mà các bạn làm bài thi trên giấy thì chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề là các bạn sẽ quên cái dấu chấm phẩy sau khi kết thúc một class. Các bạn lưu ý nhé, khi kết thúc một class chúng ta cần có dấu chấm phẩy. Đây mình sẽ khai báo protected string họ tên. À, cái này mình cũng đã có code sẵn ở phía bên đây rồi, mình sẽ copy lên nha các bạn. Đây một số cái class nhân viên của mình sẽ copy đặt qua đây và giải thích cho các bạn thấy. Theo đúng cái nguyên mẫu hàm của mình, chúng ta sẽ có virtual void nhập, virtual void sub xuất và virtual void tính lương. Thành phần chúng ta có protected string mã nhân viên họ tên số điện thoại mail integer tuổi lương và lương cơ bản. Phương thức lấy lương thì đơn giản rồi, các bạn chỉ cần return lại cái lương này thôi. Rồi hàm nhập chúng ta sẽ làm gì? Vì mình ở đây mình nhập vào một chuỗi string đúng không ạ? Mã nhân viên là một chuỗi string hay là họ tên cũng là một chuỗi string, cho nên mình cần phải đề phòng trường hợp của chúng ta cái luồng nhập của chúng ta các bạn, luồng nhập của chúng ta vẫn còn dư ký tự enter. Nếu như mà chúng ta getline này, getline chuyển vào scene họ tên mà luồng nhập của chúng ta còn tồn tại ký tự enter thì cái lệnh này của chúng ta sẽ bị trôi. Nguyên nhân tại sao nó tồn tại cái enter thì do chúng ta nhập vào cái dạng integer này các bạn, tuổi và lương cơ bản là một số integer cho nên nó sẽ dư lại cái ký tự enter và vô tình sẽ làm trôi lệnh này. Cho nên trước khi mà mình nhập vào một chuỗi các bạn, thì trước khi nhập vào một chuỗi thì chúng ta sẽ đặt thêm cái lệnh float std. Và chúng ta chỉ nếu như mà chúng ta có một loạt những cái lệnh nhập vào chuỗi string các bạn thì chúng ta chỉ cần float một cái trên cùng thôi chứ không nhất thiết là nào cũng cần float nha. Rồi, và các bạn lưu ý một chút là khi chúng ta lấy vào một chuỗi string trong C cộng cộng thì chúng ta sẽ là dùng cái lệnh getline truyền vào cái luồng nhập của chúng ta là C in và cái biến mà chúng ta muốn nhập vô là họ tên. Đây, mình sẽ nhập CR họ tên, nhập họ tên, CR mã nhân viên, nhập vào mã nhân viên, mail lấy vào mail, số điện thoại lấy vào số điện thoại, tuổi lấy vào tuổi, lương cơ bản lấy vào lương cơ bản. Ok. Đây, đó là hàm nhập. Tuy nhiên hàm nhập này chỉ là nhập những thông tin cho lớp nhân viên nhé các bạn. Rồi đến hàm xuất thì mình sẽ xuất ngược lại các cái thông tin đó ra thôi. Họ tên, mã nhân viên, số mail, số điện thoại, tuổi, lương cơ bản. Đây cũng là những cái thông tin của một nhân viên. Rồi, tính lương. Cái này mình không đủ dữ liệu để tính lương như các bạn. Các bạn để ý ở đây là theo công thức tính lương của chúng ta là lương cơ bản cộng số giờ làm thêm. Tuy nhiên cái thành phần số giờ làm thêm này nó nằm ở lớp con chứ không phải ở lớp cha. Cho nên chúng ta chỉ khai báo cái nguyên mẫu hàm ra và đặt cái dấu đóng mở ngoặc này cho bạn biết là chúng ta đã định nghĩa thôi, để tránh cái lỗi. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn nào không muốn định nghĩa cái hàm này á thì các bạn có thể gán nó bằng không luôn cũng được, không vấn đề gì nha. Khi các bạn gán bằng không á, hàm ảo được gán bằng không thì người ta gọi là hàm thuần ảo. Lớp mà có một cái hàm thuần ảo này á thì chúng ta gọi là lớp ảo thuần túy, lớp thuần ảo cũng được. Và chúng ta có một số cái lưu ý mà khi chúng ta sử dụng cái lớp ảo thuần túy này là chúng ta không được khai báo một đối tượng có kiểu dữ liệu là nhân viên nữa. Các bạn lưu ý nha, không được khai báo nha. Chúng ta có quyền khai báo con trỏ chứ không được quyền khai báo một biến kiểu nhân viên. Rồi, lấy lương mình đã nói rồi, return lương thôi. Bây giờ chúng ta có các class như sau. Class và lập trình viên. Class lập trình viên. Rồi, public. Ngay chém. Mình sẽ copy mấy này bỏ xuống. À thôi, nó lằng ngoằng lắm. Ngoài những lập trình viên, ngoài những thông tin của lớp nhân viên ra thì chúng ta sẽ còn có cái thông tin là số giờ làm thêm.
số giờ làm thêm. Và chúng ta cần phải khai báo mối quan hệ của nó với lớp nhân viên. Chúng ta sẽ kế thừa lại theo kiểu workplace nhân viên. Thì ở cả hai class này mình đều không có constructor nha các bạn. Nếu như một bạn nào khai báo thêm constructor thì cần lưu ý cái chuyện mà cái tham số chuyển vô nha. Rồi, public số giờ làm thêm. Integer số giờ làm thêm là private, chúng ta có public void nhập suất và tính lương. Void nhập này, suất này, tính lương này. Suất tính lương. Quản lý là ở đây nếu chúng ta dùng cái hàm thuần nào đấy nhé các bạn, tức là hàm ảo được gắn bằng không á, thì buộc chúng ta phải override lại nó chỉ ở cái lớp con nha. Nếu các bạn không override thì sẽ bị lỗi á. Còn nếu trong trường hợp các bạn dùng cái tính lương này và các bạn đóng mở ngoặc như thế này không làm gì hết thì coi thì các bạn không cần phải định nghĩa, không cần override nó lại nếu như không cần thiết ở lớp con đó các bạn. Tức là bây giờ mình có thể không có cái hàm tính lương này vẫn được, không có vấn đề gì. Còn trong trường hợp mà mình gán cái hàm ảo này bằng không thì buộc mình phải có hàm tính lương này, nếu không chương trình sẽ báo lỗi. Rồi, nhập thì chúng ta sẽ gọi cái hàm nhập của lớp nhân viên. Nhân viên nhập. Ok, nhập. Rồi sau đó mình sẽ nhập thêm cái tiền của mình nhập thêm cái số giờ làm thêm của cái anh nhân viên này. Chuyển về số giờ làm thêm. Giờ số giờ làm thêm. Rồi, suất thì mình cũng gọi nhân viên suất. Rồi, số giờ làm thêm thì chúng ta sẽ đưa cái này ra và end line. Rồi, chúng ta sẽ cần phải cout thêm một cái nữa, đó là lương. Lương end line. Okay. Tính lương. Đây là một lập trình viên thì lập trình viên có lương sẽ bằng lương cơ bản cộng cho số giờ làm thêm nhân cho 200.000. Okay. Rồi, thì đây là lập trình viên. Bây giờ mình sẽ làm tương tự cho ông kiểm chứng viên. Trên giấy các bạn chỉ có ấn Ctrl C và Ctrl V cho nó đi nhanh nha. Chúng ta sẽ có kiểm chứng viên. Thì thay vì số giờ làm thêm thì chúng ta sẽ có số lỗi thoát hiểm. Ok, chúng ta cũng gọi nhân viên chứng nhập và thay vì số giờ làm thêm thì chúng ta là số lỗi thoát hiểm. Ok, số lỗi thoát hiểm. Rồi, cũng xuất lương nó ra nha các bạn. Tính lương thì lương cơ bản sẽ bằng số lỗi phát hiện nhân cho 50.000. Rồi, vậy là mình đã định nghĩa xong những cái class về nhân viên, lập trình viên và kiểm chứng viên. Bây giờ mình cần một cái danh sách nhân viên. Thì theo như cái hình ở này chúng ta sẽ có danh sách nhân viên, có một cái mảng con trỏ kiểu nhân viên, rồi có cái kích thước n của mảng với n nhỏ hơn 1024 các bạn. Rồi chúng ta có thêm hai cái hàm nhập và liệt kê. Chúng ta sẽ có class dnv danh sách nhân viên. Chúng ta có một cái mảng con trỏ kiểu nhân viên sao nv mảng, kích thước tối đa của nó là 1024.
Và integer n chả là kích thước của cái mạng nv sao. Rồi public hai cái hàm nhập và liệt kê void nhập và void liệt kê, không có tham số gì truyền vào cả. Hàm nhập ok, mình có gõ bên này, mình sẽ có qua cho nhanh nhé. Trước tiên mình chỉ nói chung mình chỉ làm một cách đơn giản thôi nha các bạn, tức là mình sẽ không có coi như là người dùng nhập đúng, chứ không có cái trường hợp người dùng nhập quá kích thước cho phép. Ví dụ như ở đây mình cho n nhỏ hơn 1024, nếu người dùng cố tình nhập lớn hơn 1024, lớn hơn bằng 1024 thì coi như chương trình cũng ra lỗi, tại vì thời gian khi mà các bạn làm bài thi trên giấy không có nhiều đâu, cho nên các bạn làm không nhất thiết phải bao quát hết tất cả các trường hợp, miễn nó chạy được là được rồi. CL số nhân viên trong công ty, mình sẽ nhập vào n là số nhân viên trong công ty đây nha các bạn, n ở đây. Rồi cho y chạy từ đầu đến cuối, khởi tạo một biến c, và mình có một cái menu là một là lập trình viên, hai là kiểm chứng viên, và yêu cầu người dùng nhập vào cái lựa chọn của họ và lưu vào trong biến c. Nếu như người dùng nhập 1 thì mình sẽ là người dùng đang muốn nhập cho lập trình viên, người dùng nhập 2 thì sẽ là cho kiểm chứng viên, mình sẽ kiểm tra. Nếu C bằng 1 thì cái nhân viên thứ Y mình sẽ cấp phát cho nó cái vùng nhớ là lập trình viên. Còn nếu như C bằng 2 thì nhân viên thứ Y mình sẽ cấp phát cho nó là kiểm chứng viên. Và sau đó mình gọi hàm nhập nhân viên chấm nhập. Thì các bạn lưu ý, khi mà các bạn gọi lập trình viên, các bạn có con trỏ kiểu nhân viên nhưng mà được new bởi lập trình viên, thì đây sẽ là một cái trường hợp đa hình. Hàm nhập của chúng ta là một hàm ảo. Hàm nhập là hàm ảo, cho nên khi mà gặp cái trường hợp con trỏ nữa, con trỏ lớp cha, new lớp con, hàm nhập là hàm ảo nữa, thì khi chúng ta gọi hàm nhập đó, nó sẽ đi xuống lớp con, nó gọi hàm nhập. Tức là nó sẽ gọi hàm nhập ở đây, quản lý nha. Và tương tự cho suất và tính lương, nó sẽ đi gọi ở lớp con, vì ở đây chúng ta là hàm ảo và chúng ta đang làm theo đa hình. Đây, sau khi nhập xong mình sẽ yêu cầu người dùng mình sẽ làm cái thao tác là tính lương luôn. Đây, vậy là hàm nhập của mình chỉ có như vậy thôi. Liệt kê đề bài yêu cầu liệt kê những cái ông mà có mức lương thấp hơn lương trung bình của các nhân viên trong công ty. Thì bây giờ mình sẽ cần một cái lương trung bình. Thì để tính lương trung bình, trước tiên là mình tính tổng lương đã. Integer lương trung bình, mình tính tổng lương và lưu vào trong biến lương trung bình. Cách thức là các bạn tạo ra một cái biến lương trung bình bằng 0, rồi cho for i, vòng for i chạy từ 0 cho đến n, biến nhỏ hơn n thì thôi, đúng không? Đến bằng n thì thôi, tức là i phải nhỏ hơn n. Đây, chúng ta sẽ cho lương trung bình cộng bằng, đây cái chỗ này chính là cái ý nghĩa của cái thằng get y đấy các bạn, get lương đấy các bạn, lấy lương ấy, y trỏ đến lấy lương. Cái lấy lương này tại sao nó không phải hàm ảo? Tại vì lấy lương nó thực tế chỉ trả về giá trị của lương, và giá trị của lương này nằm ở trên lớp cha, quản lý nha, lương nằm ở trên lớp cha, cho nên nó không có tác động gì đến lớp con cả, cho nên không cần phải làm hàm ảo. Các bạn làm hàm ảo vẫn bình thường thôi, không có sao cả nhé. Tuy nhiên là khi mà các bạn làm hàm ảo ấy, thì cái hàm của hai cái lớp lấy, lớp lập trình viên và lớp kiểm chứng viên, cái hàm lấy lương nó y chang nhau à, nó đều return về cái giá trị lương thôi, cho nên là chúng ta không nhất thiết. Rồi chúng ta đã có lương tổng lương đang được lưu trong lương trung bình. Thế bây giờ để tính lương trung bình, chúng ta sẽ gán lương trung bình bằng lương trung bình chia cho n. Rồi sau đó chúng ta có một cái vòng for tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra if nếu như cái nhân viên thứ y đó, nhân viên thứ y trỏ đến cái thành phần là lấy lương, tức là cái lương của họ mà nhỏ hơn hoặc bằng bên lương trung bình
của công ty thì chúng ta sẽ cho nhân viên thực thi cho đến xuất. Ok, vậy là xong. Ok. Rồi, công việc của chúng ta đã xong, chúng ta chỉ cần viết thêm hàm main nữa thôi. Void main. DSNV DS.quản và chúng ta sẽ cho DS.nhập và DS.liệt kê. Xong, mình sẽ test thử. Rồi, một lập trình viên, một mình sẽ nhập toàn một tuổi, lương cơ bản, số giờ làm thêm. Okay. À, mình mới nhập có một ông à. Rồi mình sẽ nhập cho vài ông đi, ba ông, một toàn một, ông này là hai thì toàn hai, số lỗi phát hiện là hai. Ông tiếp theo mình sẽ nhập tiếp lại cho thằng lập trình viên và mình chọn là ba, nhập toàn ba. Thì kết quả của mình số giờ làm thêm là ba thì được hai ông, đó là ông 1 và ông 2. Các bạn thấy là từ đây mình kết thúc việc nhập là ở đây này, 3 này. Rồi kết quả của mình là họ tên 1 có mức có lương là 201 200.000 lẻ 1 đồng. Còn ông họ tên 2 thì có mức lương của ông là 100.000 lẻ 2 đồng. Thì hai ông này cộng lại là được 300.000 lẻ 3 đồng. Còn ông số 3 này mình được là 600.000 lẻ 3 đồng, cho nên cái mức trung bình của mình là 300.000 đúng không ạ? 600.000 này cộng 200.000 cộng 100.000 là 900.000, chia 3 chúng ta được 300.000. Thì chúng ta thấy là ông 1 và ông 2 chỉ có 100 với 200 thôi, cho nên nhỏ hơn, cho nên sẽ in ra. Okay. Vậy là bài của mình đã hoàn chỉnh. Đây, vậy đây là cái code hoàn chỉnh. Mình sẽ up cái code này lên trên page của hoặc lập trình cho các bạn tham khảo. Vậy thì video này mình xin phép dừng lại tại đây. Chúc các bạn có một cái ngày thi hoàn hảo. Rồi, xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.